tới cô Đa. Cô Đa. Cô Đa là bắt đầu lột đồ. Lột đồ. Cho em cởi cho anh coi coi. Vậy thôi. Cởi hùm hùm thôi. Anh nhử, nhử khán giả trước, nhử người ta la. Kiểu như cởi không, nhử 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 nhử. Sau bắt đầu cởi luôn là yêu em không cần nghỉ phép lực là quăng xuống luôn. Giờ đi hát với khán giả phải nhử vậy đó hả? Phải nhử với anh. Phải làm sao khán giả phải la lên. La lên, xuất hiện là la, xuất hiện là cho la. Cho tụt quần xuống khán giả mới la thôi. Ủa? 14 triệu, 15 triệu. Kiểu là cái quần quá. Xin nhạc từ cô Đa. Oh, wow, nghệ thuật. Wow, hơi nghệ thuật hơn hả? Nghệ thuật hơn đi. Chụp được chụp. Thôi nếu vậy thì mình gọi em ơi, anh có phải ca sĩ đâu, cho anh vô giữa hoài. Nhưng mà anh mắc cười. Anh làm sai là center đó. Anh mắc cười thôi. Anh nói giữa hai đứa mình kè, tôi với Huy nhảy được hai tôi kèm. Thôi vậy đi. Rồi vậy đi. Rồi xong rồi anh câu lên đúng rồi. Anh đang vậy. Câu lên anh ngồi luôn. Rồi 2, 3. Tiamo, 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 Tiamo. Ủa quá trời ơi. Đó. Tiamo 8 lần. Dễ thương mà. Anh đáng đu ha. 8 lần. Nhìn nó anh đáng đu á. Thôi nhưng mà không được. Nhìn anh giống như con chó trên đầu xe vậy. Lăn 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 lăn. Thì nó mắc cười anh ơi. Vậy hả? Anh mắc cười quá. Bây giờ anh muốn khán giả la hay là anh muốn khán giả không la? Cầu lên mà giống như lắc quá lại như chó vậy. Anh lộn mèo được không? Lộn mèo đi. Trời đó, anh thoát bị dưới đệm mấy đứa. Trời ơi, anh diễn viên đâu phải siết đâu. Anh gọi là Kiều Minh Tuấn. Chậm đây, 2, 3. Tôi tên gọi là Kiều Minh Tuấn. Tôi tên gọi là Kiều Minh Tuấn. Hôm nay tôi về với miền Tây. Hôm nay tôi về tới miền Tây. Hôm nay tôi về tới miền Tây cùng với Isaac và Huy. Xin được phép. Xin được phép rap. Xin được rap. Xin được rap một bài thật hay. Xin được rap một bài. Xin được rap một bài thật hay. Rip fan đối tôi là đồ bỏ. Thứ hai cũng phải đến ngay. Dương Lâm thì tôi bỏ xó, còn Trường Gia thì no no. Đó. Dịch ra là không dám chơi. Hay. Tam tài nhóm tam tài ba cô gái. Trời ơi, làm giống như là hở cá hộp vậy. Nhóm anh Long. Anh Long ba đứa mình không rỗng. Nhóm tôi đúng rồi, ba mình phải dắt khán giả đi. Ba anh Long ơi. Nhóm anh em tụi em là vô tình là cùng sinh năm. Anh Long là sinh năm 88 là con rồng. Con rồng hay gọi là anh Long. Anh Long. Chúng tôi là anh Long. Anh Long. Rồi. Nhóm khùng nhóm điên. Ở bên này không lo sớm mai. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này. Baby, tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Bên em, đừng quên anh.
rồi ngày đó sẽ không xa. Cởi không ạ? À? Chúng mày cởi áo, cởi áo. Đúng rồi. Trời ơi, cởi áo. Lần đấy chúng mày cởi áo rồi. Cái chiêu này là 15 lần rồi. Trời ơi. Trời ơi, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thưa quá mà Diễm. Anh Long. Và team chúng tôi là team Anh Long. Anh Kiều Minh Tuấn hay giải thích vì sao chúng ta có tên là Anh Long đi ạ? Dạ, Anh Long là tại vì Kiều Minh Tuấn và Isaac cũng như Huy cùng năm sinh là năm 88. Và chúng tôi đều sinh năm con rồng à, cho nên chúng tôi là Anh Long. Anh Long. Anh Long. Hay quá, hay quá, hơn nha. Để cho anh Long là ngon. Chứ hồi nãy mình nói là nhóm tam tai là đi rồi. Đúng rồi. Tam tai năm, tam tai năm cuối. Yeah, xin cảm ơn, chào vỗ tay mọi người dành cho nhóm anh Long. Rất nhiều, I love you. Rồi.